Mấy là một người nhiệt huyết. I am excellent with coaching. Kỷ luật trong tập luyện hơi khó chịu. Ổng hơi cọc. Smart and cool. Kỷ luật on time với lại hiệu quả. Mới qua đây và gần như chưa tiếp xúc được với nhiều. Chỉ tiếp xúc vận viên trong đội thôi, cũng có quan tâm vận viên đó. Hy vọng là sẽ ở được thêm thời gian nữa sẽ dễ chịu hơn, thoải mái hơn và chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Cũng là một người rất là tốt bụng, chỉ bảo mọi người tận tình. Oh my god! Thì có thể là lỗi cầu thủ nhưng mà đều là vì cái tốt của đội. Chúc coach có một mùa giải thành công cùng với đội Cần Thơ Catfish. Chúng mình hy vọng là ông sẽ gặt hái được nhiều thành công mới. Happy birthday coach. Thanks for being our coach. And we're gonna have a great season this year. Happy birthday coach. Gửi huấn luyện viên có một mùa giải thành công tốt đẹp cùng đội. Happy birthday coach. Once again, I appreciate you. You know, I'm with you to the wheels, chúc cho huấn luyện viên Martin có được một sinh nhật vui cùng với đội bóng Cần Thơ Catfish và sẽ có được một mùa giải thành công thật sự ở BBA 2021.